Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn và các em sang cái bài số 3 pH chuẩn độ dung dịch axit base. Cái bài này là bài số 3 trong sách giáo khoa cánh diều và là cái phần số 2 của bài số 2 trong sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Thầy mình thì thầy sẽ tách hẳn ra thành một bài số 3 bởi vì cái phần kiến thức của nó rất là lớn, nên là thầy tách hẳn ra để cho tất cả bạn và các em hiểu hơn. Vẫn theo phong cách của thầy, đó là đi từ bản chất tới phức tạp, là đi từ những cái nền tảng, những cái căn bản, rồi chúng ta sẽ đến những cái phức tạp. Thì cái bài số 3 này nhá, thì nó lại trọng tâm của nó lại là về bài tập. Thế nên là thầy vừa nói về lý thuyết, sau đó thầy sẽ vừa cho các em những cái ví dụ về bài tập để các em có thể giải được bài tập ngay lập tức nhá. Nào, mình sẽ có đầu tiên phần 1 La Mã, chúng ta sẽ đi về phần sự điện ly của nước. Thế thì thứ nhất, chúng ta cần phải biết rằng là nước là một chất điện ly yếu. Nước là một chất điện ly yếu, đúng không? Cái này chúng ta đã biết ở ngay từ cái bài số 1 rồi, đúng không? Và mình sẽ có là phương trình điện ly của nước, mũi tên hai chiều, H2O điện ly hai chiều để tạo thành H cộng cộng OH trừ. Và các nhà khoa học đã tìm ra và chứng minh được rằng là cái việc mà nước điện ly hai chiều ra thành H cộng cộng OH trừ này thì có một cái hằng số cố định, và cái hằng số cố định đấy gọi là K với kép, là hằng số điện ly của nước, hằng số điện ly của nước ký hiệu là K với kép. K với kép thì bằng nồng độ của H cộng nhân với nồng độ của OH trừ. Ở 25 độ C thì K với kép bằng 10 mũ trừ 14. Còn nếu ở các nhiệt độ khác thì K với kép gần bằng 10 mũ trừ 14. À, vậy thì gần bằng thì ta coi là bằng đi. Vậy thì từ cái KV kép này chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta nói, chúng ta tính đến sau này. Thầy lấy ví dụ như hệ quả từ cái công thức này đi ạ. Hệ quả là nếu như trong một dung dịch mà chúng ta đã biết được trước về nồng độ H cộng thì hoàn toàn chúng ta tìm được nồng độ OH trừ sẽ bằng là 10 mũ trừ 14 chia cho nồng độ H cộng. Và ngược lại, nếu chúng ta biết về nồng độ của OH trừ thì mình cũng sẽ tìm được nồng độ H cộng bằng cách nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 14 chia cho nồng độ OH trừ. Rất đơn giản, đúng chưa? Đấy là hệ quả đầu tiên. Đây mới chỉ là hệ quả đầu tiên thôi. Chúng ta tiếp tục sang cái thứ hai. Thế nếu mà xét về cái một cái dung dịch có tính trung tính, chúng ta xét là dung dịch mà có tính trung tính. Dung dịch trung tính nghĩa là thế nào ạ? Dung dịch trung tính nghĩa là nồng độ H cộng nó sẽ bằng nồng độ OH trừ, đúng không ạ? Đây là với dung dịch trung tính, nồng độ H cộng bằng nồng độ OH trừ. Bây giờ thầy đã có cái biểu thức này là biểu thức sao, đúng không ạ? Vậy hoàn toàn thầy có thể thế vào sao thì thầy sẽ xác định được rằng là vậy là ở đây ta sẽ có suy ra nồng độ H cộng bằng nồng độ OH trừ, vậy là nồng độ H cộng bình phương bằng 10 mũ trừ 14. Vậy suy ra nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 7. Được chưa ạ? Vậy ta sẽ có điều gì xảy ra đây ạ? Dung dịch trung tính thì ta sẽ luôn luôn có nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 7. Đây là một cái hệ quả rất quan trọng của phần sự điện ly của nước. Chưa dừng lại đấy, tiếp tục ạ. Nếu dung dịch là axit, nếu dung dịch có tính axit thì điều gì xảy ra? Dung dịch có tính axit thì chắc chắn nồng độ H cộng phải lớn hơn nồng độ OH trừ, đúng không ạ? Suy ra nồng độ H cộng chắc chắn phải lớn hơn nồng độ OH trừ, và suy ra trung tính H cộng bằng OH trừ thì bằng 10 mũ trừ 7. Vậy axit H cộng bắt buộc phải lớn hơn
nên nồng độ oát cộng sẽ lớn hơn 10 mũ trừ 7. Và cuối cùng là dung dịch kiềm. Kiềm thì suy ra nồng độ H cộng sẽ phải nhỏ hơn 10 mũ trừ 7. Đấy. Đây là sự điện ly của nước. Và thầy muốn nhắc đến cho các em biết một điều rằng cái phần sự điện ly này của nước rất quan trọng. Tại sao thầy lại nói là nó quan trọng? Nó cho ta một hằng số K V kép và thầy khẳng định lại cho các em rằng cái hằng số K V kép này ở trong tính toán chúng ta có thể coi nó là nhà bất di bất dịch. K V kép của mọi dung dịch luôn bằng 10^14. Có nghĩa kể cả dung dịch axit thì tích số ion của nước hay là nồng độ của H cộng nhân nồng độ H trừ bằng 10^14. Nếu là dung dịch kiềm, K V kép vẫn bằng 10^14. Đây là một hằng số bất di bất dịch, nó cực kỳ đặc biệt trong việc mà chúng ta tính toán toàn bộ phần bài tập tính toán về pH trong trường số 1 này. Rồi chúng ta sang tiếp theo là phần 2 nhỏ về pH. Và sang phần 2 là mã về pH. Thì thực ra pH là một cái đại lượng được quy ước nhé, để cho tính toán xác định nhìn đến nồng độ H cộng trong dịch tính toán nó dễ dàng hơn. Bạn cứ quy định như vậy cho dễ. Thứ hai là các bạn là đang học chương trình sách mới nên là dẫn đến một điều là gì ạ? Ở trong chương trình sách mới thì toán bạn chưa học về hàm loga. Thế thôi các bạn cứ dùng máy tính các bạn bấm nhé. Cho máy tính có. Thì pH thì được định nghĩa như thế này. Là pH bằng trừ log nồng độ H cộng. Đấy. Và ngược lại thì ta sẽ có là nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ pH. Vậy thôi. Và mục đích của chúng ta là cần tính được pH của một dung dịch. Thì thầy mình sẽ có cái ví dụ số 1. Đấy, là xác định pH của dung dịch HCl 0,001m. Được không ạ? Ở đây thì bài đã cho ta sẵn là nồng độ HCl 0,01m rồi. Thì tại đây chúng ta phải bám vào là pH bằng trừ logarit nồng độ H cộng. Bạn nhìn nhá, trong HCl có 1 H cộng nên mình sẽ có nồng độ của H cộng chính bằng nồng độ của HCl và bằng 0,001. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được pH của dung dịch bằng trừ logarit của 0,001 và bằng 3. Được chưa? Rất đơn giản, rất dễ dàng. Thế đây là với một cái anh và pH rất là dễ khi mà đề bài cho chúng ta là về dung dịch HCl. Thế bây giờ nếu mà chúng ta sang với anh số 2 thì sao? Khi đề bài yêu cầu chúng ta xác định pH của một anh dung dịch NaOH. Đấy, đối nghịch hẳn với HCl đi ạ. Có nồng độ là 0,01m. Đấy, chúng ta xác định kiểu gì? Thế bạn lại lưu ý cho thầy ạ. À, trong NaOH thì có OH trừ thì ta sẽ tìm được là nồng độ của OH trừ thì chính bằng nồng độ của NaOH và bằng bao nhiêu? 0,01m. Nhưng pH bằng trừ logarit nồng độ H cộng cơ. Vậy mình có cái cách nào để từ cái nồng độ H trừ mình suy được nồng độ H cộng không em? Có cách nào không ạ? À, cái biểu thức vừa nãy thì dạy. Đúng không? Ta luôn luôn có nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 14 chia cho nồng độ OH trừ là 0,01 và nó bằng là 10 mũ trừ 12. Và sau khi chúng ta tìm được nồng độ OH cộng là 10 mũ trừ 12m rồi thì ta lại tìm được pH bằng trừ log của 10 mũ trừ 12 và bằng 12. Vậy pH ở đây bằng 12. Đấy là hai cái cách tính đơn giản nhất của pH nhá, và thầy hướng dẫn cho các bạn và các em để bạn nắm rõ hơn về ví dụ rồi chúng ta đi sang phần tiếp theo về pH. Rồi thầy sẽ hướng dẫn cho các em tiếp tục về thang pH nhá. Có phải vừa nãy ở phần 1 la mã thì chúng ta có nói chuyện với nhau là gì ạ? Nếu mà là dung dịch, nếu mà là môi trường trung tính. Môi trường trung tính ạ.
thì mình có là nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 7 đúng không? Vậy mình suy được luôn ạ. Với môi trường trung tính nồng độ H cộng bằng mũ trừ 7 thì suy ra tại môi trường trung tính này thì pH sẽ bằng bao nhiêu? Trừ log của 10 mũ trừ 7 thì bằng 7. Đấy. Đây này, môi trường trung tính pH bằng 7. Đúng không ạ? Tiếp tục nha các em nhé. Các em dự đoán cho thầy xem nào. Vậy bây giờ đến môi trường axit thì pH như thế nào ạ? Môi trường axit thì pH như thế nào? Các bạn comment xuống dưới được không? Gì nhỉ? Môi trường axit thì mình có là nồng độ H cộng chắc chắn lớn hơn 10 mũ trừ 7. Vậy suy ra trừ log. Được chưa? Vậy suy ra trừ log của 10 mũ trừ 7 thì dẫn đến pH như thế nào? Nó có dấu trừ nên nó phải ngược lại, pH nhỏ hơn 7 nhá. Và bây giờ mình còn cái thứ gì nữa? Môi trường kiềm thì sao nào? Môi trường kiềm thì sao nào các em? Nào, các bạn dự đoán cho thầy xem môi trường kiềm thì pH sẽ như thế nào? Nào cùng ghi xuống dưới nhé. Nào, môi trường kiềm, mình đã chứng minh được môi trường kiềm thì nồng độ H cộng sẽ nhỏ hơn 10 mũ trừ 7. Vậy suy ra pH sẽ làm sao? Lớn hơn 7. Đấy. Được không ạ? Rất dễ dàng, rất đơn giản. Và từ đó thì chúng ta sẽ có thang pH. Thang pH. Bảy. Lớn hơn 7. Được chưa? Thang pH ạ. Nhỏ hơn 7 là môi trường gì? Acid. Lớn hơn 7 là môi trường kiềm. Còn bằng 7 là môi trường trung tính nhá. Bằng 7 là môi trường trung tính. Thế từ cái thang pH này mình sẽ có các mức chỉ thị màu. Với quỳ tím các bạn có chú ý với quỳ tím. Quỳ tím sẽ đổi thành màu đỏ trong môi trường axit, nhưng các bạn lưu ý cho thầy là bắt buộc phải là môi trường pH nhỏ hơn 6 thì quỳ tím mới đổi thành màu đỏ. Và mặc dù chúng ta biết là quỳ tím ở môi trường kiềm thì sẽ chuyển thành màu xanh, nhưng pH phải lớn hơn 8 thì quỳ tím mới chuyển thành màu xanh. Còn ở trong cái khoảng mà từ 6 đến 8 này thì quỳ tím không đổi màu. Đấy, thì chú nhá. Cái này khác hoàn toàn với sách giáo khoa cũ. Khác hoàn toàn với chương trình cũ các em học. Chương trình cũ các em học là gì ạ? Nhỏ hơn 7, đỏ. Lớn hơn 7, xanh. Bằng 7, không đổi màu, đúng không? Điều khác hoàn toàn luôn. Và với dung dịch phenol và talin thì môi trường axit không đổi màu. Môi trường bay phải lớn hơn 8 thì mới chuyển thành màu. Trên đây thì hướng dẫn cho chúng ta về cách xác định về pH của môi trường trung tính, môi trường axit, môi trường kiềm, thang pH. Đó là sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần 3 la mã, phần cuối cùng của bài số 3 ngày hôm nay, đó là chuẩn độ axit và bay. Đây là cái phần cực kỳ mới toanh của cái chương trình sách giáo khoa mới mà thầy rất là thích. Bởi vì ở đây thì các em sẽ được tiếp xúc với cái việc mà thực hiện cái phương pháp chuẩn độ ở trong phòng thí nghiệm. Thì thực ra thì cái phần 3 la mã này mình học trong thí nghiệm cơ. Trong phòng thí nghiệm cơ thì mới thích. Chúng ta sẽ được làm quen với Burette, chúng ta được làm quen với Pipette, chúng ta được làm quen với chất chỉ thị. Và chúng ta sẽ hiểu rằng khi các em làm thực nghiệm bằng cái thí nghiệm này, em sẽ hiểu rằng là không có cái gì là chính xác tuyệt đối trong cái cuộc đời này cả. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là để được vào phòng thí nghiệm mà được làm cái thí nghiệm này đối với các em, đó vẫn là một cái điều gì đó xa vời. Nên thôi, ở đây thầy hướng dẫn cho các em nhá. Thế thì chuẩn độ dung dịch axit và bay thì nguyên tắc
nhá. Nguyên tắc của nó là sử dụng một dung dịch đã biết rõ nồng độ để xác định nồng độ một dung dịch khác. À, thì nó cái nguyên tắc chuyển độ này, cái phương pháp chuyển độ acid base này nó được dựa theo một phản ứng phương trình ion cực kỳ đặc biệt, đó là phương trình ion trung hòa. Đấy, bản chất của nó nhưng ta biết acid đặc trưng của nó là H cộng, base đặc trưng là OH trừ. Đấy, thì chúng ta sử dụng cái phương pháp là cho H cộng tác dụng OH trừ để tạo thành H2O. Nếu thầy muốn chuẩn độ dung dịch HCl thì thầy sẽ sử dụng dung dịch NaOH, đúng chưa? Thầy nhỏ từng giọt NaOH vào dịch HCl, và ở phía dưới HCl thì sử dụng chất chỉ thị, đó là dung dịch phenol phthalein. Nhỏ từ từng giọt thì dĩ nhiên là phenol phthalein, mà trong dịch HCl thì không có màu gì. Nhỏ đến giọt thứ N, đúng không ạ? Tắt một phát thấy dung dịch HCl phía dưới chuyển thành màu hồng, lúc đấy dừng lại luôn. Và chúng ta sẽ đo được cái thể tích của dung dịch NaOH ở bên trên đã sử dụng, và sử dụng công thức biểu thức tính toán sau để xác định được nồng độ. Đó, C1 nhân V1 thì bằng C2 nhân V2. Đấy, chung quy về mặt chuẩn độ dung dịch axit và base, chúng ta có ba hành này là quan trọng bậc nhất. Bây giờ thầy sẽ đi vào ví dụ để hướng dẫn cho các em làm bài tập về phần này cho dễ dàng. Thầy hướng dẫn cho các em một cái bài tập chuẩn độ cực kỳ hay thi. Và nếu mà sau này mà các em có gặp những cái câu như này thì người ta chỉ có thay số thôi nhá. Thì bây giờ để xác định nồng độ của dung dịch HCl thì người ta chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 m. Để chuẩn độ 10 ml dung dịch HCl này thì cần sử dụng 20 ml dung dịch NaOH. Có nghĩa ở đây bây giờ tôi muốn xác định nồng độ của HCl thì tôi sử dụng NaOH, đúng không? Vậy thì bản chất của phương trình này chúng ta sẽ có, đầu tiên ta đi tìm số mol NaOH đã. Số mol của NaOH bằng CM bằng N trên V, N bằng CM nhân V nhá. CM ở đây là 0,1. 0,1 nhân V 20 ml là bằng 0,02. 0,02 lít bằng 0,002 mol. Được không ạ? Bạn nào làm nhanh thì biết được đáp án luôn rồi. Bạn nào làm chậm thì mình cứ viết phương trình đó. Phương trình ạ. NaOH cộng với lại HCl để tạo thành NaCl cộng H2O. Chuẩn độ thì số mol nó phải đúng theo tỷ lệ 1:1. Số mol NaOH là 0,002, thì suy ra số mol HCl cũng là 0,002. Với số mol HCl là 0,02 mà mình đã biết được thể tích của HCl là 10 ml, thì hoàn toàn chúng ta sẽ xác định được V HCl bằng CM bằng N trên V, V bằng N chia CM, 0,002 chia CM, đúng không? Nhưng ở đây không biết CM thì bây giờ mình sẽ có đây bài hỏi chúng ta là CM chứ. CM của HCl thì bằng N trên V, 0,002, V là 10 ml, 0,01 và bằng ạ. Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? 0,2 m. Đây là cách giải cổ điển. Đây là một cách giải mà thầy viết ra thì tất cả các bạn và các em đều có thể hiểu và làm được. Nhưng thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách giải nhanh dựa công thức vừa nãy thầy cho chúng ta ghi. Đúng không ạ? C1 V1 bằng C2 V2. Bây giờ này, mình có này, C1 ở đây là dung dịch HCl đi, là C của HCl nhân với V1 là của dung dịch HCl 10 ml. 10 ml là bằng 0,01 lít. C2 là nồng độ của NaOH
là 0,1 nhân V2 là bằng 20 ml thì bằng 0,02. Vậy hoàn toàn mình tìm được nồng độ HCl luôn, rất là nhanh, bằng 0,2. Chúng ta có hai cách làm, bạn thích làm cách nào cũng được, bởi vì khi các em hiểu bản chất của cả hai cách thì thầy khẳng định chắc chắn 100% rằng các bạn sẽ đều làm nhanh, tốc độ bấm máy tính đạt được đáp án thôi. Đây là một trong số những bài tập cơ bản của cái bài số 3 này. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể là liên lạc với thầy Minh để thầy Minh có thể hướng dẫn cho các em để tham gia khóa học của thầy Minh, để các bạn có thể vào trong khóa học đó để được học những cái bài tập mà thầy Minh chia dạng chi tiết hơn và dạy kỹ càng hơn nữa. Cảm ơn các em.